Ok, vậy là chưa coi hết bài phải không? Để làm video chỉ luôn cho coi nè, vô. Đừng quên lên chip đang có chương trình tặng trà bảo thử, để lại comment để nhận quà ngay nha anh chị. Rồi bây giờ cùng em pha trà đậu đỏ nè. Bước 1, cho 50g đậu đỏ vào nồi. Mở bếp ở mức nhỏ nhất, sau đó rang trong vòng 20 phút. Nhớ lượm cái nồi nào chịu nhiệt tốt tốt xíu nha, không thôi là bể nồi đó nha anh chị. Rồi lượm luôn cái nắp đen, lát nữa mình nấu nước đậu đỏ nè. Em thích nhất là cái khúc này nè, vì rang lên một cái hả là thơm bể cái lỗ mũi luôn. Lúc mình rang đậu này nè là để cho đậu nó chín, nó thơm, thì khi mình nấu lên nó mới chiết xuất được những hương vị này vào trong nước. Còn mà anh chị mình làm lốt tay mà đậu nó đen á là thua, là khỏi cứu luôn rồi đó. Qua bước 2 á thì mình vẫn giữ nhiệt độ như vậy, rồi sau đó mình cho một lít nước lọc vào. Trời ơi, huống hồ làm mấy lần rồi mà em quên. Chỗ này á là mình đổ nước từ từ thôi, tại vì nước lạnh mà nó gặp cái nồi nóng á thì nó văng ra, nó hỏng mình. Rồi mình đậy nắp lại, mình nấu ở nhiệt độ từ 800 cho đến 1000 độ C trong vòng 10 phút. 10 minutes later. Tới bước 3 này thì chúng ta sẽ tắt bếp và ủ thêm 15 phút nữa và thu về cái nước đậu đỏ như thế này. Sau khi ủ xong thì anh chị hãy lọc cái nước đậu đỏ này ra và sử dụng ngay, hoặc là bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để sử dụng dần. Làm cái nước đậu đỏ này thì nó hơi lâu nên là anh chị có thể cân đối để mình làm nhiều hơn. Ví dụ là 100g đậu đỏ sẽ làm được 2 lít nước. Cứ thế mà mình nhân lên cho công thức này. Và đó là những gì Linh Chip muốn chia sẻ với anh chị. Nếu thấy nội dung hay thì cho Linh Chip một like. Linh Chip chào, thích gì thì mình pha.